có con cá nào mà có bây giờ là có cái gì ta, nướng 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 rơm á, nướng rơm không ngon bằng đâu. Không, bậy, nướng rơm là cái món đặc sản gọi là miền Tây mà nó không bằng, nó chuyện cười ta. Xưa người ta kêu là thui rơm là rất là thơm đúng không? Đúng, đó là thui rơm ngày xưa rồi. Đó là mọi người không biết, anh biết thui gì mới là ngon nhất không? Thui gì? Thui bả mía nó mới ngon nhất, ngọt nhất luôn. Cái này tôi thấy ông mới lạc nè, bả mía đâu có thui, ngoài tiệm nước mía đó mình xin người ta cho mà, mình không xin người ta cũng mang đi ta dục thôi, chẳng có mang gì đâu. Nhưng mà cái vấn đề mà bả mía ta thằng thui sao đủ 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 chín ra được không cá? Đủ á, bả mía nó giống như dạng cây cây mềm chứ cũng lâu á. Lâu ừ. Nếu mà ăn thôi nó không chín ít á thì anh thui cho nó hết đi, cho nó lấy cái mùi thấm vô đi rồi anh mang đi ăn nướng, ăn cũng rất là ngon, rất là ngọt luôn, những cá thơm. Là mình không không khó cho nó thấm vô con cá đi đúng hả? Rồi để bắt đầu nếu ví dụ mà nó chưa chín thì mình đem nướng hả? Đúng rồi, đúng rồi, để tôi chạy đi xin bạn mía nha. Ok, ít mía thì mọi người thui lấy vị trước đi, tí mọi người mang nướng nó cũng thơm lắm. Bả mía thui cho nó ngon, xưa giờ bỏ cá lên đúng không? Ừ, rất là ok luôn. Ừ, mình đổ đốt để dưới vậy. Cháy không trời? Cháy đã khô à. Còn cháy vào khô luôn nè. Ngon, nghe cái mùi khói cũng thấy ngọt rồi đó mọi người. Này gọi là mình thui rơm đấy à, này thui mía. Rơm thì ta ủ lên ta thui luôn, mình có bả mía nhiều không, mình dục đóng vô mình đốt luôn được tí. Và cá còn bảy nó ngon mà cái mùi nó cháy nó thơm quá ta. Giống như mọi người muốn ngon, giống như là giò heo nè, vịt già nè, hay gà nè, mà trước khi mọi người nấu món gì đó mọi người nên thui qua mía, thay vì mọi người lấy cái khò, người khò thì mọi người thui qua mía rồi mọi người mang đi mọi người chế biến thì ăn nó sẽ ngon hơn. Đồ em bên này có thể mình nướng bao nhiêu là nó chín luôn ta. Má tôi khói rất là ngọt. Rồi không ra mệt luôn. Em là tính ra nó thơm kìa ta. Khói thơm lắm. Mọi người nên dùng cái chiêu này thì nó hay hơn. Không, vậy tính ra mình làm cái này mình đừng có kêu nó làm vẫy. Ừ, để vẫy luôn. Để vẫy luôn. Vẫy luôn nó sẽ xảy hơn, cái này nó sẽ nứt da hết sao. Đồ. Này đúng nướng mọi luôn. Sao mà nó thơm vậy ta? Cái mùi khói này nó thơm mà nó ngọt lắm nha. Đúng rồi. Ừ. Mọi người thui rơm, mọi người cái mía, mọi người thui mía ăn nó ngon hơn. À. Nước mọi ăn ngon hơn. Ê, vậy để tôi lấy cái đũa tôi dứt ăn thử miếng chắc nó chín rồi chứ nè. Ok. Còn không nữa mình để xíu nữa mình dứt thử ăn thử miếng thử đó. Ok. Ừ. Thơm. Rất là thơm ngon luôn. Để cho cái trong cái bọt bẩn nó chín cái này. Khói mệt. Khói này giống khói mệt. Đây chín rồi mà. Cái này mình gọi là chín 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 ấy thôi chứ mình đừng có để cho chín khô thì mình thêm tí nữa, chứ này chín rồi. Ừ. Thơm đúng không? Em mà nó thơm lắm nha. Ngậm vô rất là thơm luôn. Nó thơm kiểu như em thu rơm không bằng. Ừ. Đốt rơm không bằng đâu. Thơm lắm. Thiệt, con cá không nghe mùi tanh luôn, thơm lắm. Còn nghe nhạt thì nó nhạt nhưng mà mình thấy cái vị ngọt 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 ngọt. Thì nó nhạt thì vẫn ngọt nhạt rồi đó, nhưng mà cái em mà con cá thơm lắm, thơm cực kỳ luôn. Đó, nó chia sẻ mọi người nướng mọi, mọi người kiếm bả mía, mọi người nướng mọi hay hơn. Ừ. Chùm lại đốt. Ok luôn. Cực kỳ ngon, đúng rồi đó. Ok. Ừ. Thì anh em tôi nướng cho chín, anh em tôi quất. Mọi người áp dụng thử chiêu này. Ok.